Hello, Bilo. Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ happyprosoft.com. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng extension để mà chuyển đổi một cái hình pixel, một cái hình raster sang hình vector. Rồi thì có một cái tút trước á, ở ngay phía dưới này nè, thì mình đã hướng dẫn cho các bạn là về cách làm sao để chúng ta chuyển một cái hình raster thành hình vector. Nếu các bạn nào chưa hiểu raster là gì, vector là gì thì có thể lên Google để tra thêm ha. Tuy nhiên thì mình có thể nói ngắn gọn là raster là những cái hình mà hình thiết hình cấu tạo nên từ những cái pixel, tức là những cái điểm ảnh. Còn hình vector á, là nó tạo ra từ những cái gọi nó giống như kiểu công thức toán học vậy á. Nó tạo ra những cái đường thẳng, đường cong, đường tròn nhờ những công thức toán học, cho nên là khi chúng ta có thể co giãn, kéo, mở rộng hoặc là phóng lớn những cái hình vector ra tới vô cực luôn, nó không có bị vỡ như là hình pixel. Khi chúng ta mở hình raster, hình pixel này đó, chúng ta mở mở hình, ví dụ như là nó giới hạn là 600 nhân 600 và chúng ta tăng kích thước lên 1000 nhân 1000 á, là bắt đầu nó nét bét ra rồi, là chúng ta không sử dụng được. Rồi, ok, thì ở đây thì mình có cái file tải về ha, các bạn có thể tìm cái link tải về ở ngay phía dưới phần description, tức là phần mô tả của cái video này trên hpphotoshop.com, cũng như là ngay trong cái topic thì mình cũng có ghi. Thì ở đây á, nó có những cái phiên bản như sau: phiên bản CS3, CS5, CS6 và CC. Mình đang sử dụng Photoshop CC, cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài Photoshop CC. Còn ở những cái phiên bản khác thì nó cũng có cái install guide, tức là những cái hướng dẫn này. Ở những cái phiên bản khác á, thì nó yêu cầu các bạn sử dụng cái Adobe Extension Manager để chúng ta mở cái file đó. Đây là nó ghi nè, nếu mà Photoshop đang chạy á, thì đóng nó lại. Sau đó mở cái chương trình Adobe Extension Manager. Nếu các bạn không tìm thấy chương trình Adobe Extension Manager, các bạn có thể vào Explorer, tức là những này, vô My Computer cũng được đấy. Các bạn click vô cái phần file này, tức là phần tìm, các bạn gõ vô Adobe Extension Manager, các bạn click Enter, nó sẽ tự động nó tìm khi nào nó thấy cái Adobe Extension Manager.exe thì các bạn click chạy đó. Sau đó các bạn làm tiếp tục nè, click vào nút Install và tìm tìm tới cái file này, file ZXP này, Pixel 2 Vector CS5 ZXP. Sau đó chúng ta click Intro ha. Sau đó đi theo những cái hướng dẫn trong cái bản bản cái gọi là, nó gọi là trình thuật sĩ cài đặt đó, thì đừng có lo lắng về những cái thông thông báo lỗi này nọ đó, cứ click Intro thôi. Sau đó các bạn nói chung là khi nào xong á, các bạn mở Photoshop lên, chúng ta sẽ vào Window Extension và chọn vào Pixel 2 Vector. Thì đó là về cái hướng dẫn. Nó có một cái note là nếu như mà các bạn chạy Adobe Extension Manager mà nó không cho á, thì các bạn có thể chạy Adobe Extension Manager với quyền admin, tức là chúng ta click chuột phải và nó chọn là đâu rồi? Mình tìm lại một cái đây, ví dụ như là bấm chuột phải này. Đây, các bạn sẽ chọn click chuột phải vào và chọn vào Run as Administrator thì nó sẽ cho các bạn cài. Thì đó là về những cái phiên bản CS5, CS6, CS3 thì nó lại dưới dạng là một cái action. Chúng ta chỉ việc giữ cái này kéo thả vào trong cái Photoshop thôi là tự động nó sẽ có trong bảng action. Đó, các bạn sẽ tìm nó. Còn phiên bản CC như mình đang sử dụng đây, nó sử dụng như sau này, nó cũng có cái hướng dẫn. Đối với việc cài đặt á, thì chúng ta mở Photoshop lên vào file script browse. Mình sẽ vào là file script browse. Click vô và chúng ta tìm tới cái file đó, như là CC này. Ví dụ như các bạn mở đây, các bạn sẽ thấy CC 014. Các bạn click vô cái phần Intro ha, Pixel 2 Vector 2 Intro Intro, các bạn click Load, nó sẽ script Alert này nó là click OK, click Complete này, Must Restart Photoshop này, tức là chúng ta phải khởi động lại Photoshop để cho nó chạy. Click khởi động lại, nó chạy lên. Rồi tiếp tục nó nói gì? Restart xong rồi, chúng ta vào Window Extension. Đây, vào Window Extension. Đây, Pixel 2 Vector. Là click một cái thì nó hiện ra. Đây là hai cái công dụng nha ta. Cái script này, cái extension này tương đối là dễ dùng. Chỉ có hai nút này. Thứ nhất là Vector Shape, tức là chuyển cái hình nào đấy á, hình pixel để chuyển nó thành vector. Cái thứ hai là Custom Shape Tool, tức là click một phát nó đưa cái hình
đưa cái shape, đưa cái vector hồi nãy nó chuyển thành một cái custom shape là những cái này nè. Đó. Thì đây mình sẽ mở một cái file bất kỳ lên, ví dụ như là mình chọn hai file. Đây. Mình sử dụng hai file này ha. Đầu tiên có một cái lưu ý, cái này nó tương đối dở hơn lại so với lại cái magic vector đó, so với lại cái phần mềm mà lúc trước mình hướng dẫn. Lý do là với những cái hình mà nó có màu và nó dạng như là hình như thế này á, thì khi chúng ta click vào vector shape và biệt chuyển đổi này, đó các bạn sẽ thấy nó bị mất những cái chi tiết ở trong, nó bị mất chi tiết ở trong, cho nên là không áp dụng được cho những cái hình mà nó dạng như thế này ha. Chúng ta áp dụng được tốt nhất cho là những cái hình mà dạng như thế này nè, đó nó là trắng đen thôi, tốt nhất là chỉ trắng đen thôi, hoặc là chúng ta phải tách nền ra được ha, tốt nhất là trắng đen và có thể tách nền ra được. Ở đây nó không có chạy được với lại một cái hình mà nó chưa được tách nền, các bạn có thể thấy background nè, cho nên là việc của chúng ta là phải tách nền nó ra. Tách nền bằng cách đơn giản nhất là vào select color range, hoặc là chúng ta sử dụng magic wand tool này cũng được, click cái ví dụ như là không continuous, click cái nó sẽ chọn tất cả những pixel trong này. Chúng ta control J, chữ J là chữ ở giữa chữ H với chữ K ha. Các bạn thể thấy đó là mình tách ra rồi. Với những cái hình mà nó có cái độ phân giải tương đối bé hơn á, mà các bạn sử dụng magic wand tool không được, thì các bạn có thể vào select color range, bạn click vô, sau đó các bạn click chấm vào những cái điểm, chấm vào những cái vùng màu này, các bạn để ý như này ha, những cái vùng màu đen á là những cái vùng không chọn, vùng màu trắng là vùng có chọn, và những cái vùng xám là vùng chưa chọn hoàn toàn. Thì các bạn sẽ click đè phím shift để chúng ta click thêm vào những cái điểm ngoài nữa, làm sao cho nó trắng gần hết như thế này á là ok. Đó. Click thêm đó là các bạn cảm thấy nó trắng ổn hết á là ok rồi. Đó, sau khi xong các bạn có thể chỉnh lại tốt nhất cái range, mình nghĩ là các bạn để range lên 100% là cho nó dễ. Còn Furniness thì các bạn để sao cho nó hợp lý, ví dụ như ở đây mình cảm thấy là khoảng cỡ 170 là ok. Đó thì click ok. Cái này những cái thông số này là tùy hình nha. Thông số Furniness, đặc biệt cái thông số Furniness là tùy hình. Rồi các bạn click ok. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái nó tạo một cái vùng tròn thế này. Thì chúng ta cũng sẽ Control J để nhân nó đôi lên. Chúng ta có thể tạm thời bỏ cái background đi được rồi. Sau đó chúng ta click vào Vector Shape thì tự động nó sẽ chuyển cái hình chúng ta đó thành một cái vector. Thì file này rất là file vector rồi, ta có thể tạm thời tắt đi. Thế đó, nó tạo ra một cái layer mới và cái layer này chính là vector. Thực ra nó là một cái shape thôi. Ở đây chúng ta có thể đổi màu bằng cách click đôi vào đây. Đó, và chúng ta chọn màu. Click đôi vào cái thumbnail của nó và chúng ta chọn màu. Đó, chẳng hạn thế. Đó, thì các bạn ở cái vector này chúng ta có thể thu nhỏ. Đó, enter nè. Chúng ta có thể thu phóng to trở lại và nó không có bị vấn đề gì hết. Còn như cái kiểu hình cũ nè, khi chúng ta thu nhỏ. Đó, như thu nhỏ cái này đi. Đấy, bây giờ mình phóng to lên. Rồi, nét bươm ha, nó bị mờ, nó bị nhòe đi, như kiểu thằng này chúng ta thu nhỏ rất là thoải mái. Ta có thể thu nhỏ hoàn toàn được, ta có thể phóng to lớn nó lên lại. Đó, hoặc là phóng to lớn hơn tí nữa. À, lớn hơn cỡ nào cũng được, không có bị vỡ gì hết. Rồi, thì đó là về cái vector shape ha. Rồi còn với cái nút tiếp theo, nút là custom shape tool. Thì khi mà chúng ta đã convert cái hình này ra một cái vector rồi, thì chúng ta có thể chuyển đổi nó lại thành một cái hình shape, ví dụ mặc định nó để như thế này chẳng hạn thế. Lộ mắt rồi nãy có làm. Thì các bạn sẽ click vào custom shape tool, click một phát nó tự động chạy. Và đây chúng ta có thể vào đây custom shape tool, các bạn click vào đây thì nó nằm phía dưới. Thì đây chúng ta có một cái shape hình này rồi, thì chúng ta có thể để phím shift này cho nó đúng hình, còn không nó cứ bị dẹp dẹp, để phím shift để cho đúng hình. Thì đây các bạn có thể tạo ra một cái mới, có thể chỉnh fill màu gì chẳng hạn thế, chỉnh cả stroke, tốt nhất là không. Có thể sử dụng màu khác chẳng hạn thế. Nói chung là chúng ta có thể lưu lại để chúng ta có thể thêm vào những cái hình khác nữa mà không cần phải giữ lại cái hình này. Rồi, thì đó là về cái cách thêm vào. Ở đây nó cũng có hướng dẫn người ta cách uninto, tức là chúng ta có thể xóa đi được là bằng cách là vào file script route, trong đó tiếp tục là chọn hồi nãy thay vì chúng ta chọn vào cái intoler thì bây giờ chúng ta chọn vào cái uninto-ler. Đây. CC. Đây uninto-ler, chúng ta click vô load một phát. Click ok. Là xong, nó kêu mình là restart lại, thì sau khi restart xong chúng ta sẽ không còn thấy nó trong Photoshop nữa. Rồi thì đó là cách cài đặt, cách sử dụng và cách xóa.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tốt này. Nếu như các bạn có thắc mắc gì hãy gửi cho mình ở phía dưới phần comment ha. Rồi, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào cái tutorial sau. See you online.